Theo cam kết của Việt Nam tại COP26, Việt Nam sẽ đưa mức phát thải ròng về 0% vào năm 2050. Nhằm hiện thực hóa cam kết trên, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công Thương xây dựng quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, gọi tắt là quy hoạch điện 8. Quy hoạch này vừa được Chính phủ phê duyệt, trong đó một trong những nội dung quan trọng đó là định hướng chuyển đổi nhiên liệu sang sử dụng nhiên liệu sinh khối và amoniac với các nhà máy nhiệt điện than đã vận hành 20 năm khi giá thành phù hợp và dừng hoạt động các nhà máy tuổi thọ trên 40 năm nếu không thể chuyển đổi nhiên liệu. Với nội dung này, tại buổi làm việc với các tập đoàn, các chủ đầu tư nhà máy nhiệt điện than do Bộ Công Thương tổ chức mới đây, đại diện các chủ đầu tư cũng đưa ra các khó khăn của mình khi chuyển đổi sang nhiên liệu sinh khối và amoniac như tài chính, công nghệ khi chuyển đổi và liệu có đủ nhiên liệu để vận hành. Về các vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An đề nghị các tập đoàn, các chủ đầu tư lưu ý việc chuyển đổi nhiên liệu của các nhà máy điện than là bắt buộc, vì vậy phải chủ động trong việc xây dựng kế hoạch chuyển đổi. Bộ Công Thương đề nghị EVN, PVN, TKV và các chủ đầu tư các nhà máy nhiệt điện nghiên cứu, đánh giá các điều kiện thực tế của từng nhà máy về thời gian vận hành, đặc tính kỹ thuật để đưa ra các giải pháp và lộ trình chuyển đổi phù hợp. Bộ đã có văn bản đề nghị các tập đoàn và các chủ đầu tư các nhà máy nhiệt điện than khẩn trương tiến hành nghiên cứu, xây dựng kế hoạch chuyển đổi nhiên liệu than sang sử dụng nhiên liệu sinh khối và amoniac, báo cáo Bộ Công Thương trước ngày 15 tháng 7 năm 2023.